Mọi người ơi, hãy nhìn thấy đây là hành lý của bọn mình. Mọi người là một cái vali nhỏ xách tay. Xe này cũng rộng rãi và thoải mái mọi người. Từ Hà Nội lên Sapa thì mình đã thuê một chiếc limousine. Xe này là của hãng Nam Thắng. Nếu mà mua vé thường thì bữa mình coi là hình như 350. Mà nếu mà mua nguyên xe, xe này là có 9 chỗ. Nguyên xe thì hình như là 3,2 triệu. Là một cuộc vòng đi thôi, là từ Hà Nội lên Sapa thôi. Nếu mà về muốn đi thì phải thuê tiếp lại như vậy. Nhưng mà thuê nguyên xe được cái là mình có thể đi theo giờ giấc của mình. Người ta sẽ tới sân bay đón mình luôn. Đi khoảng 5-6 tiếng. Để cháu mua vỉa về nha. Vỉa thì người ta sẽ làm hộ ở trong vườn của nhà mình luôn. Mà cái ruộng đó cách đường lộ thì tầm khoảng 500m hả? Sát mặt luôn rồi, 500m. Ôi vậy hả? Sát đường lộ luôn. Học đó đường dễ mê luôn á. Để đẹp xe đẹp hả? Chúng tôi đang đi ngựa tới Sa Pa. Mọi người khỏi sợ mưa nắng nhé. Trung tâm Sapa cũng đông đúc.
lúc đó nhiệt phết. Nè cá suối nè, cá suối, cá hồ, cá tầm, lợn bản, gà bản, thắng cố. Bây giờ trời chiều bắt đầu mù mù rồi nè mọi người. Đây là công viên hay sao? Công viên. Ai gì vậy ta? Dân tộc họ bán đồng phục, bán trang phục của họ kìa. Họ còn mặc đồ ấy luôn á, mặc đồ truyền thống. Nó những cái mũ vậy ra. Wow, đẹp quá ha con nè. Hai em bé nhỏ xíu nè các bạn. Mặc đồ trang phục dân tộc dễ thương à. Thôi mà nhỏ bây giờ vẫn không gọi là ngáp hay sao á. Dễ thương quá, là có bán đồ luôn. Dễ thương. Có khách sạn rồi. Khách sạn ở trong thì nhìn hiện đại và đẹp đẽ, mọi người có điểm hơi nhỏ thôi. Phòng nhỏ mọi người, phòng nhỏ nhưng mà nội thất đẹp nè, sạch sẽ nè, những người đó mới xây sao á. Và đây có phòng tắm thì đẹp nè. Phòng tắm ngay bên cạnh cửa sổ view núi đá. Ok, view vậy được rồi. Tuy có trên mạng là view là có mây rồi này nọ rồi. Thôi cũng được. Đó là khu chăn mà cái view này cũng được. Bên này là cũng ra ngoài đó luôn. Kiền của người đó. Kiền của người dân tộc à? Hay là con tai? Đẹp ha? Nhiều quá. Đâu có yên. Trời ơi, có sương mù nè, sương mù đã. Đây hỏi chợ tình không hả? Phải vậy. Mấy bác xe ôm bên đây nãy vừa hỏi bọn mình có đi chợ tình không với các bạn. Phải đại nhỉ? Mình đi chợ tình là cái chợ trên đây hợp mặt của mình. Ôi ai, hợp mặt. Ôi hả? Mất hồn. Tưởng sao? Bọn mình vừa ra khỏi khách sạn và bây giờ sẽ đi kiếm cái gì đó ăn gần đây thôi, vì tối hôm nay hơi mệt cho nên bắt đầu ngày mai mới đi khám phá xung quanh mọi người. Dạ, cô ăn bữa đúng không? Bữa đi mua với cô Hương đó, đi sợ. À, từ cái hotel mình đi vô trung tâm là mất có 5 phút thôi mọi người. Chỉ có điều là phải đi lên dốc, đi vô ngưu vô trung tâm phải đi lên dốc cho nên hơi mệt. Đồ nướng. Đây là nhà hàng đồ nướng lẩu. Ở mình cũng thật sự không biết ăn quán nào nữa mọi người. Có điều là đi qua thấy đông đông thì chắc ghé là ăn thử thôi. Mì nè trời. Hiền Nguyễn Hai. Mình là người. Ai bạn là Cun Trần à? Đây là vợ mình. Đây. Đây là vợ mình. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng dồi này các bạn. Nãy nó kêu gọi là dồi gì mẹ ha? Dồi gì đó chắc sẽ ăn dồi dồi. Mình lên mì nướng nè. Cao mát. Nhìn nó hơi cắt hả? Mà có nước sốt thì không ngon. Nó ăn được đậm gia vị. Đây là thịt ba chỉ. Cái rau của lẩu. Chưa có lẩu để đây. Chung lúc tổng. Cô nhờ không? Các có thêm một chén chấm. Thêm một chén heo mềm. Thêm một chén không, không gây. Gia vị được quá là được cái là ướp rất là đậm đà. Món này đậm đà lắm. Nước lẩu cá tầm này mọi người. Cá nữa. Chưa ăn mấy con nướng bây giờ. Dạ. Ăn cái gì mà? Trứng nướng. Đây là trứng gà nướng. Thơm. Nắm lại thì nó không như trứng luộc thôi nhưng mà nó thơm hơn, nó khô hơn. Trong thời gian đợi cá sôi thì ảnh. Lăng sao ve được hơn mình nghĩ. Một miếng dồi sụn Tây Bắc với nước chấm. Dám ăn kén nè. Nè, quý là chị ăn đi, ăn mạnh mẽ lên. Ăn đi chai chán gì kì vậy. Rồng mới bỏ vô đây nè, từ từ. Nói chuyện như phụ huynh vậy. Rồng đầu tiên ăn lẩu cá tầm. Cái nước mắm hả? Ăn
Cá này. Cá này. Sao chị? Sao mà nó cũng quen thuộc, nó ăn nó giống như là mấy cá cái gì ạ? Không có gì xuất sắc quá vậy. Có cá thu không chị? Không. Cá mú. À. Cá mú, cá hú vậy á, kiểu vậy á. À. Rất là ngon. Đây là cơm lem mà nhỉ? Cơm lem mà sao màu tím ta? Ở trong nó có cái gì ta? Đem cơm đấy con. Nói tóm lại đây là một quán được đó mọi người. Nó tính là tiền ăn là tổng cộng bao nhiêu anh? 1.4 triệu. Tất cả là 1.4 triệu, có cái loại cá tăm của thôi là 800 rồi. Nhưng mà nói chung là ăn ngon. À, mình cảm nhận cái quán này và nếu có thể thì mình sẽ quay lại nữa. Và recommend các bạn ở quán này nha. Lidl Việt Nam. Tên là Lidl Việt Nam. Địa chỉ 33 Mường Hoa, Sa Pa. Đây là máy xay hạt dẻ. Em nghĩ là cái gì? Bia chớ. Bia chớ đêm nay. Đêm nay thôi rồi. Mai ở sớm. Mai ở sớm mì ly nè mọi người. Phải mua mì ly để tối vào khách sạn dự trữ. Mì ly ăn mì nào? Em thấy mì nào mì ngon, mì Hà Hảo. Mì Hà Hảo hả? Ủa. Mình bán một số đồ để mua làm quà nha mọi người. Mắt khén. Mắt khén hạt dổi. Có nụ tam thất. À. Có quả đủ, đủ thứ nhìn có vẻ ngon. Bổ thận. Đây là hoa hồng ạ, à? Có chữ không? Có chữ. Đúng là hoa hồng á à, heo. Đúng rồi, là cái này. Nấm linh chi. Rừng. Sâm quy. Cái gì vậy? À cao hả? Chẩm chéo, đặc sản Tây Bắc. Rồi có morning mọi người. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai. Hôm qua tối qua vô tới ngủ nhưng mà cũng tính là một buổi đi. Là buổi thứ hai ông mình sẽ ra ngoài kiếm ăn sáng và sáng là mình sẽ đi đỉnh festival nóc nhà Đông Dương. Đi. Morning. Mọi người đã có mặt đông đủ hôm nay. Mà dù hẹn 8 giờ nhưng mà giờ 7 rưỡi đã có mặt đông đủ rồi. Ai cũng nô nức đi chơi cả. Cái này là vé tàu Mường Hoa. Mường Hoa là đi từ Sun Plaza lên đến nhà ga Cáp Treo ấy. Trời ơi. Đẹp quá, không lộn mày. Đẹp quá. Ủa đẩy quần đó rồi. Có khung cảnh buổi sáng này mọi người. Mày thấy gần lắm luôn á. Đây lên lộn nhanh núi. Đảo à. Thung lũng. Bọn mình đã mua vé để lên đỉnh Fancy Bang thì nó gồm một vé tàu đi tới đó, tới Cáp Treo, rồi từ vé Cáp Treo, vé để qua Cáp Treo, đi qua Cáp Treo sau là mình phải mua vé một cái tàu kéo để kéo lên nữa. Nếu mình không có cái cuối cùng mình có thể không mua, nhưng nếu mình không mua thì mình sẽ phải đi bộ cỡ 700 bậc thang các bạn. Cho nên mình mua và tổng cộng 2 chiều đi và về, tổng cộng cho một người là 920.000. Giá hơi là chát đó. Nhưng mà giờ lên thì có một điều sợ là sợ có những hôm là người ta nói là mây mù rất là nhiều là không thấy gì hết. Nhưng mình nếu mà mình nghĩ nếu mà trời trong thì số tiền này cũng rất là đáng để thử. Hy vọng là hôm nay mình gặp may mắn nha. Bánh cuốn, chén nước chấm đi kèm. Ngon nhão giống như là bà. Nước chấm thì ngon mà bánh hơi bị thơm cứng. Bọn mình ghé vào một quán phở ở bên đường để ăn trước khi đi qua lên đỉnh festival. Đây là một quán kiểu bình dân thôi mọi người. Đồ ăn cũng được, giá từ 35 đến 50 ngàn. Dễ đây. Có super nhiều món. Nói chung là ăn được. Ủa gà khoai thôi hả con? Không có dở. Sao anh giúp được con? Cho 7 đêm rưỡi. Đây là cảnh chúng ta đi xe máy vào mùa mưa các bạn. Mùa mưa thì phải chịu thôi. Con đang mặc trang phục truyền thống rất là nhiều luôn á. Đây là trang phục thường ngày của họ luôn.
xôi nữa kìa. Người ta bán xôi. Đẹp ghê chứ. Đây là cái nhà ga chính ở đây mọi người. Kiểu của Pháp á chị. Bây giờ là ở cái trạm dừng của chuẩn bị để lên cáp. Từ đây là mình đi cáp từ đây dưới lên này. Đi lên trên kia, đi thẳng lên trên kia là đỉnh. Để phải băng trên kia. Anh cứ trường trúng gió bụng quá nha. Mẹ đúng rồi, đau bụng cho. Mọi người đã yên vị ở trên cách treo rồi mọi người. Nè, ở đây ăn sung này đổ ở đâu của tôi nè. Sai sai.
người coi. Trời ơi, có thấy gì đâu. Đây là đâu mà tôi là ai? Đây là đâu? Bố. Cái đường này quen rồi chị. Đúng rồi. Em tắt đi. Quá kinh khủng. Chưa quay được gì đâu. Quá kinh khủng mọi người ơi. Tôi phải xếp hàng hơn 2 tiếng. Mua vé 920 ngàn mọi người. Và tôi tới đây chưa tới đỉnh. Chưa tới đỉnh núi. Nhưng thế này đây. Này là gần lên tới đỉnh Phan Xipang rồi. Mọi người chả thấy gì. Đây. Đây là sương trên mi. Có vé rồi. Trời ơi em ơi, nhưng mà ở đây nó xếp hàng mà bực mình quá à. Đây là cái đền Quan Âm. Đi qua đây là cái có cửa cái cáp mà đi lên trên cao nữa. Nhưng mà bây giờ cho nó mù quá rồi, lên cũng vậy à. Ở ngay đây là nó có một cái cổng nhìn rất là bự. Nhìn như là thiên đình vậy đó. Đó. Wow, trong xương luôn. Quá cao. Rất cao. Đi đi. Sau khi đã tận hưởng sương mù trên đỉnh núi, chúng tôi bắt đầu đi xuống và không thấy mờ mịt, không thấy đường, chúng tôi lần mò đi xuống cánh cửa đến xuống các bạn. Đó, một trên. Hôm lại là quản lý ở đây quá yếu kém. Sách hàng rất là đi rất là chán. Rồi chào chào Quân về Quân buồn kìa. Bé Quân đi. Mời bé Quân. Em Quân vô dễ thương nha. Ăn hạt nè. Nào nào. Ở ngay dưới chân cầu trước khi mà lên tháp treo, cáp treo á mọi người, là có cái trò chụp hình đi con đường lên mây. Thì đây ở này nãy giờ đi ngược về vô tình tìm thấy. Bố mẹ đang ngồi ăn bánh và nghỉ mát. Đây là khung cảnh lãng mạn. Ở đây chắc là do mùa này đối mình thấy hơi sơ sát một tí. Hồi sáng đứng cái đoạn này là ngợp thở luôn á. Không có chen chúc luôn mà giờ trong bánh teo của mình nhà mình lúc đi về. Là sao? Tính ra cái nhà ga rất là đẹp. Đây là mình sợ trên mạng là cái quán ăn cơm ngon là ở đây. Và ai ngờ là ngay ở dưới nhà ga luôn. Đây. Bây giờ đã là 2 giờ kém rồi mà mọi người ai cũng đói hết. Bây giờ rất ngay là cái nhà hàng mà bọn mình vừa search trên mạng. Thì nó ở ngay dưới bên cạnh cái nhà ga này luôn. Ăn nướng nè, khoai lang. Ngồi bên ngoài đẹp quá ha, ngồi thoáng mát quá ha. Đây là nhà ga mình vừa ra này nè mọi người. Đây là bánh phở đây mọi người, nhìn kỳ vậy, nhìn giống như bánh bánh cuốn ha. Chấm nhìn như món rốt vậy. Món cay cay. Khó ăn hả? Nó mùi xí xì không à? Mùi xí xì à? Nó mặn mặn. Gì kỳ vậy? Mùi xí xì nồng lắm. Hả? Ủa, nhìn như vậy mắm rốt quá ha. Và đây là một nồi thắng cố. Thắng cố là một cái món nhìn giống như là lẩu vậy đó mọi người. Nhưng mà bên trong nó còn cái một khổ một tạng con ngựa. Trứng cơm. Anh có chị Hiền ăn đó thì em. Đây đâu rồi ạ? Để ăn cơm để cho anh em ăn. Kỳ quá. Này lấy chén mắm này đi em. Bên nó không bợt á, anh bợt. Chấm nó the the.
cái có mùi hơi nữa. Nước chấm nó phê phê mà nó rất là nhiều mùi xá xì. Đây hả? Có cay. Cay cay luôn nữa. Mùi má mùi bạc khét giỏi đó chứ mùi xá xì. Mùi bạc khét giỏi hả? Nhấm mẹ. Thôi rồi vừa không? Nó lên nó loạn. Nó lên thở phải gấp. Dạ dày của ngựa. Quá hay chết trời, không phải là của ngựa đâu. Đây là miếng gầu của ngựa. Đây chị Hiền thử nước nè. Dài. Đó có mắm mà. Dài quá. Nó đầy. Nhưng vậy thì mắm không? Cái này bao tử là ruột non người ta. Tử á. Bao tử cái gì á? Bao tử á, cái miếng gì? Không gì. Ăn ngon đúng không? Bao tử sao mẹ? Dài không anh? Dài dài con, không thử ăn được không? Phần nó ăn nồng quá. Nồng quá hả? Hôi quá hả? Khó ăn. Sau 5 phút ăn thì cậu ấy để lừa chỗ để ăn rồi. Không ăn bưởi lúc đầu nữa. Thì ngựa ăn mềm, da ngon. Nó phải như này đây. Nhưng có điều là trong cái thành phố này, trong thành phố này nó có toàn bộ các loại củ vú trả của con ngựa. Thì trong này nó cũng có phần mà cái ruột già và dạ dày thì nó mình không ăn quen nên kia nó hơi bị có mùi gây. Còn các cái chỗ khác thì ok. Ok. Đây là món gỏi cá hồi mọi người. Đi kèm với rau. Một chén chanh, một chén xì dầu. Có thể là mình sẽ bỏ mù tạt vào đó. Đây là cá hồi người ta kêu là người ta nuôi ở nhà luôn. Cho nên cá hồi này rất là tươi. Mù tạt. Ít thôi. Ít thôi. Cay lắm. Không chanh hả? Ăn sống luôn mẹ. Cay quá hả? Cay lắm. Ghê vậy? Ăn ghê. Cá hồi rất là tươi. Tươi, cá hồi tươi. Nhưng mà phần em thích của cá hồi mình thích là phần bụng đó. Nó béo không? Dạ. Ừ. Tại vì quá. Khuôn rồng rồi, khuôn rồi. Quá ăn vừa rồi rất là ok. Thành phố thì đối với mình thì ăn không quen lắm nhưng mà còn ăn được. Nhân viên rất là dễ thương thân thiện. Thì mình cho 8 điểm cái nhà hàng này. Được rồi. Mấy cái nhà hàng hả bố? Đóng cửa gì? Và đây là thời gian cả nhà thư giãn. Chuẩn bị được massage chân. Đây là quảng trường trung tâm rộng nhất ở đây các bạn. Đây là cái sân nhà, cái nhà ga hồi sáng mình đi. Ở bên cạnh đây là ngay sau lưng đó là nhà thờ đá luôn. Đây nhà thờ đá nổi tiếng này. Hà Nội. Thứ 6 có thầy chứ qua. Băng đăng khác. Băng đăng khác nha. Ngay bên cạnh nhà thờ là cái chợ luôn mọi người. Thì người ta cứ gì bày ra xếp bán lum la la vậy đó. Nè. 20 nghìn một cái. Nó nói vậy hả? 20 nghìn. Mua cho con một cái nha. Ô, con cá cho con hả? Không, cô đang mua con em này. Mua em rồi. Con em bé dễ thương tên gì hả? Em bé tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì 20 nghìn? Con 20 nghìn luôn. Lấy cho cô con. Biết 20 nghìn thôi hả? Con tên gì? Thấy màu gì? Con hồng ơi. Có kia. Con cá màu vàng. Đây con cá màu vàng. Ngặt lại dễ thương à. Cái màu xanh này đẹp nè. Đây là cái này luôn. Quân viên. Đâu nữa? Đi hả? Định ghé vào quán này mà hết bàn các bạn ạ. Có vẻ quán này khó đấy. Đưa đây luôn đi bố. Đưa đây luôn đi. Đây là nộm rong sớt. Đây là cái mẹt. Đây là hai mặt lên một hòn. Đây là nước nướng các con. Đây. Gà nướng tiêu xanh rồi bạn ạ. Ngon ghê. Chúc sức khỏe. Yeah.
Tao vừa qua hay là cắt miếng nhạt xíu thôi. Đối diện với khách sạn của mình á là toàn bộ là view như thế này hết. Bây giờ ngoài trời đang mưa mọi người. Trời ơi, sao mình vừa vào không thấy trời hết mưa thế. Chèo đồng kinh khủng luôn qua. À đúng rồi, hôm qua dễ mang tàn bạo luôn. Ngày thứ bảy về đông nhất rồi. Tay cuối say nhẹ nhàng nhé, nhẹ nhàng thế chưa nát mà. Rất là chuyên nghiệp, tập giật cái này là cuối say mặn hả, cuối say bột ngô. Bây giờ có quay ngược lại như này này nó mới xuống nè. Giờ nãy giờ quay sai chiều à? Không đâu, nãy quay sai chiều. Quay dân tập à? Đi về chứ.
kéo lên, cho nó kéo lên mới thả xuống. Để đây, ôm chặt vô miếng quần, từ từ thôi. Đó, nhịp nhàng thôi. Đồng biến đi, đồng biến, đồng biến đi. Thôi, cầu xuống đấy. Đừng chạy xuống, đừng chạy xuống. Xuống đây, xuống đây. Sao nhỉ? Thổ không? Sao giờ thổ vậy? Ghê lắm hả? Mình đi giữ một tay hả trời? Trời ơi sao nó chóng ghê vậy? Mẹ ơi! Ôi. Trời ơi thổ quá chứ không em đi nữa. Mình cảm thấy mình còn quay lại các bạn. Bài 2 ba lên. Cầu mây cảm giác rất là feel, rất là feel. Chạy là cái cuối nó chạy mình cảm giác thôi. Cái gì vậy Nhật? Nhật làm sao vậy? Tiếp theo là mình sẽ dừng chân ở một quán cà phê. Đây là quán cà phê Coffee House Restaurant Homestay Spa. Yeah, Spa. Trời nó dài lắm hả? Đây là bưởi hả? Bưởi vậy ta? Có bông không? Dạ. Có view đỉnh quá mọi người ơi. Thiệt cái quán cà phê này view quá đẹp. Đừng nói gì. Đẹp ha, chỗ đó chụp hình ha, lãng mạn ha. Đẹp. Tôi ngồi không hả? Trên lầu có bè không vậy? 8 người. Bàn 8 người. Trên lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị, để mạt nè. Có mạt đẹp mạt luôn. À, chứ không phải tự may tay hả? Mấy cái này là may tay hả cô? Hay là sao? Để mình làm mấy khâu làm đây. Mấy khâu là nè. Cái đấy thưa tay đi làm xong, thưa tay xong rồi làm mấy. Dạ. Con hư đẹp quá. Hả? Học bút. Đây học bút mà. Nay được mà anh Hoa Hồng nè. Mấy bạn giống mấy bạn xưa á. Kinh khói hàng lũi. Giờ đến đêm mà không ai đến nhận. Buổi tối ở quảng trường trung tâm. Đây là họa tiết theo tay nè mọi người. Cái nhìn như chị như len đó hả? Chào cô chú, xin chào các bạn.